Sau đây bạn chẳng ngày nay nhom bằng hai bằng pi rồi đi chu Windows 8 hoặc Windows 10 lấy nhom bằng hai đi chu Windows 10 tam flash chẳng flash là bao nhiêu cứ hôm chập pi 4G lần tới lại flash nhom cứ hôm 7G cơ bảy hay nhom flash nó cứ nhom thưa đặt Windows 10 Pro nữa nhom đừng thấy professional hay nhóm thuật thư flash boot Windows 7 đây mình khóc như thế mình đọc Windows 8, Windows 10 cứ dựa ra cam thi trong mùi thế làm tí flash boot chắc mà tôi bị dương thư flash boot hay cứ dương từ đào trồ được nông công thực tế cho người mới đôi đã được cầm tròn chứ hay dương mưa luôn đào chứ nhằm chắc đặt đào thế tôi nó cứ nhằm chạy bút tông power làm bậy bạc mà tin computer nữa cho nhóm chạy F IP đồng bấy chạy ở toán cho nhóm chạy bật đồng tiết mà xin nó cứ lườn cho nhóm chạy ở toán mà chạy ở toán chẳng ai chăm bạc đồng tiết của bạn đấy còn ta nhóm chạy bật tại mà đó cho nhóm mưa ở toán chạy IP ở toán vì chạy nó mới xe cả lại nì cho nhóm chạy IP IP chạy nhảy cho nên chạy ở toán chờ lớn hay và tỏ máu cứ vì chạy đo cái tiền bài ổn cứ nhầm chạy IP đồng bay thưa ca cầm nọt bài ổn nọt tiền bài ổn cứ chụp tiền đây đồng thời ở dương cầm nọt tròn tròn bụt một nồi chẳng là phê dương bài của bốn cứ nơi bài mình tỏ máu nhầm chạy ở đồ khí nhà tuyến vì bằng hai trạp dương thì nhà tuyến ní vậy chỉ làm ní cứ mình lấy thá chân chạy nhà tuyến ní bố nó cười thế là sao nhóm đã thật lừa phí chẳng những thương mạch ở mặt đó mà nổi bút cứ dương rịp trong thương mạch ở bút tì môi nó cứ chia flash first bút này bút tì tí hạt đi chẳng ở này ở xa ta ở kia gầm nọt vì môn máu cái đạn bút flash này thẳng khóm này nó hạt đi này tì phí chẳng nhóm trừ rồi nhờ USB store đấy device đấy làm lờ chẳng như tay tay tập dương ca này non nằm bay rồi mình làm lờ cứ nên sắm rắp machine đấy cứ dương check enter nằm bay sẽ lại viền chẳng rằng đấy cứ nhầm check enter và tập một hơi cứ nhầm sẽ lại giờ USB store đấy device vì sai cái lờ machine khác nằm bay ở dương check app ram app mui rồi có bộ rồi có đỏ rồi còn machine khác vì nằm bay ở dương check enter nằm bay sẽ lại giờ chúng nhầm cái enter nhầm select giúp USB storage device nhầm cái enter chúng việc bán USB storage device này hàng lờ bây giờ nhầm cái lòng chắc này này chúng mình cứ nhầm select giờ là lờ ấy USB nó cứ làm lờ ấy hay là TP cứ hạt đi chúng còn tại phần năng bàn hỏi hỏi nhầm cái siêu cái prap dương thay cho cái đọc này Adobe chắc nhầm rồi mới bút tông Adobe cho nhầm chạy Adobe vì xui dưỡng thật sale được gọi dòng máy cho nhầm chạy về Enter chắc nó bên nó cứ mà xin chập đàm đi xa thấy ở dưỡng cho nhầm được bạc khi nam môi đồng bấy phương cá bút trên bị phá cho nhầm bạc khi hỏi mấy vì lúc mình sẽ thay bình hình khi thu set up window thu set up chẳng nhầm bắt khi mùi tới gì nâng thôi cả lột bù chân thì flash nơi bên nâng cứ chỉ bê đà vì ở bù chân thì flash vì sẽ là tình này tiền chân thì flash chẳng nhầm chặt đám tới vậy bộ tổng mơ vì lột ở tiền window setup chẳng trọng nâng cứ dường cho bộ tổng nịch chẳng nhầm cho nịch và tóm mắt cứ vì miền bị install nái hay năng repair chẳng nhầm hàng pi rồi bị install rồi bị nằm lãng Windows máy nhầm chẳng chạy dớp install này chẳng rong chạm mình tích tử setup is starting chẳng những rong chạm cứ chia rồi biết rồi tầm lạng Windows 10 chắc
chẳng nơi bên nó cứ dương mình miên có đặc khi rồi có serial a number ấy thế chẳng dương admin thế này nó cứ dương chơi chơi skip chơi dớp dớp skip lần và tọt má cứ trăng đấy cứ đầm rầy ở dương thì anh về ở chơi mình to từ tiệt chẳng thì trăng ai sắp the license term thì thấy mình chơi từ tuần này chẳng trăng đấy vì miễn phí cứ upgrade installation window and keep file setting and application miễn thì vì miễn phí bật lock hàng lớn nó hàng cầm hàng lớn miễn thì dùng trong update window rồi bỏ dưỡng hay tí pí ní mình thấy dân trời đầm lạ người có thua cả phần mặt ếp xênh xênh tiên thua cả chút thì chẳng lẹp phal phô ma hạt đi anh chẳng chẳng ở trầm nâng cư dương đầm rơi ở dương chạy dớp hàng cọm cư bật lọc hàng cọm nâng chẳng chạy hàng cọm và tốt báo viên nâng bằng 2 nhằm pí partition try partition 2 partition 3 dân màu partition 1 dân màu chẳng partition nâng cư chỉ try rồi bỏ dương hay khuyên tha partition thu nó dương miên tùm hôm chất tập chi gặp bảy hay tùm hôm tùm nê cứ đọc chi gặp bảy hay hay khẳng khóng này cứ partition 3 này cứ data chẳng dương ngày cơ tới dương trời trần nam tha drive đi cứ dương tạch cho mua data chẳng tới sẵn đọc dương gặp mọi việc trên việc partition đối khí niệm đằng mối nà chẳng ơi này chia trại đi đời xa nhóm đã trại đi nữa đã chung một tháng data chẳng thấy vì chuyện bị data chẳng thấy số chuyện nằm hay này cứ chia trại C và nhóm chẳng nhóm trời làm lại window cho trại C hay Excel on nó cứ nhóm bạn copy tục được non data ở hỏi phải đi rồi hỏi chẳng nhóm ai làm lại lơ trại lơ window chắc tem non của bạn đấy rồi coi nhóm trời lục lục window chắc chào hay nhóm tình làng thay bạn này chẳng cứ trọng nắng cứ nhung cho dớp cho dớp delete được có format chẳng lại nắng nhung cho dớp format tại mình đón cho format thu ấy trong lục hạt thì dân tp nâng chính cho dớp format trong cam tha được bây giờ dừng cho dớp format mình đây tha tình này được không tài gì về bạc bỏng vì mình là ITT mình ta bây giờ tập lang window thay từ lơ window chắc dừng hay cái copy file software trên bên cái IC một bàn này sao làm căn căn bàn hay chẳng làm lúc cho các bạn này viết đặt một hà window old trong này trong window old nó cứ chia window cha để riêng ai cho được copy Excel sẵn hay chẳng lúc cho window old nó có bàn này mình thấy nhưng mình chọn chẳng thấy nhưng lúc tạm đồ nhưng format tạm đồ như ok chẳng rong cha mình thấy chẳng cứ pre 64 chi hay mình tập pre 70 chi nắng cứ nhầm lốp chợ rồi hỏi chụp tao nói cứ nhầm chết chụp này tệ mình đòn nhầm tao làm window thay mình lỡ trai si nâng tệ mình đòn chụp này chẳng ngờ chẳng nhưng rong chăm ai lớp pin một màu ai chrom pin một màu tụi nó ông đa ca đầm làm window nâng shop chẳng dùng miễn phí lo là thì mỗi cứ collecting information là thì bị installing window và nó cứ về trong cái này cứ dù trong trong nắng cứ dùng rong chán trong những rong chán rồi đó vì pin và to tới chẳng là về để việc thua ca đầm làm nó cứ restart đây xoay pro board cứ là về để bị restart cứ dừng mạch thứ ấy thế dừng nơi chạm là mở rồi hốt đo cho nó mũi để dừng trời thua cứ cầm pin qua là miền tôi chỉ không chịu cần em mình thắt server hay dừng cầm nọt ở kia xa dừng cầm nọt về với liêm mong ca bạ chạy nâng chẳng thường ổn nâng màn dưỡng bộ bình cao bình nâng cư dưỡng rong chăm ở bìa thua cùng anh làm lần cùng anh như thua ca đi xa đời cùng anh dưỡng mình toàn thua ấy thế chẳng rong chăm mùi dạ thông nó tùm rong như đó lại nâng dưỡng thơ bộ bình chẳng ca làm lần
window ម្ដងគឺចំណាយពេលយ៉ាងតិចក៏មួយម៉ោងជាងដែរវាអាចលើសពីនឹងតម្រាំទៅឡើងហើយហើយយើងនៅធ្វើឲ្យវាស្គាល់ driver ទៀតពេលខ្លះវាស្គាល់ driver ហើយរួចជាស្រេចពេលខ្លះវាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការ update driver ទៅលើម៉ាស៊ីននឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញដំណាក់កាលបន្តក្នុងកំឡុងពេលដំឡើងនឹងអញ្ចឹងយើងរងចាំរហូតដល់ពេញពីទាំង2ទាំង3ចំណុចទាំង4ចំណុចហ្នឹងហើយវាធ្វើការ restart ដោយខ្លួនឯងអូខេចឹងនៅពេលហ្នឹងវិធីបាន3ហើយ copy getting file installing theater អូខេមួយទៀតហើយ installing update ចឹងបន្តិចទៀតនេះវានឹងធ្វើការ restart ចឹងយើងរងចាំទៅហើយនៅពេលដែល restart គឺយើងមិនធ្វើអីទេចឹងនោះហើយចាញ់ហើយគឺ window need to restart គឺ continue ចឹងវាចាប់ដើម restart ដោយស្វ័យប្រវត្តិយើងចុចប៊ូតុងខាងក្រោមក៏បានដែរ restart ណាយចាំម៉ាស៊ីន restart ហើយយើងមិនធ្វើអីទៀតទេយើងនៅស្ងៀមទុកឲ្យវាទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការដំឡើងធ្វើការ install ធ្វើការ copy file បន្តទៀតចាំយើងរងចាំโอเคยังลองจำโอเคจังกะไลนี้វាឲ្យយើងឆ្លាច់តែយើងមិនបាច់ឆ្លាច់ក៏បានដែរពួកអីយើងទៅឡើងទៅវានៅខាងលើហើយវាចេញoption 2លើខាងក្រោមហ្នឹងវាដើរវិនាទី2 3វិនាទីអញ្ចឹងវានឹង select យកខាងលើគេហើយអញ្ចឹងខាងលើហ្នឹងគឺជា window ដែលយើងកំពុងដំឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើការ select ដោយខ្លួនឯងហើយវាធ្វើការដំឡើងបន្តទៀតកាត់ទីនេះ Y ឬ Z វាអាចតែលើម៉ាស៊ីនខ្លះគឺដំឡើងយូរតែម៉ាស៊ីនខ្លះគឺដំឡើងឆាប់ប្រើរយៈពេលខ្លីទេកេតទីងលីឌីចាំយើងរងចាំចាំនៅពេលហ្នឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងកំពុងតែដំឡើងឥឡូវម៉ាស៊ីន restart យើងរងចាំអ
តោះមកគឺម៉ាស៊ីនធ្វើការកម្លាំងមានដងបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងរងចាំសិនធ្វើការរីស្តាទៀតដែរខ្ញុំដល់កន្លែងនេះគឺwindow វាទាមទារឲ្យយើងបំពេញប្រដាក់ខីក៏ប៉ុន្តែតាមនេះគឺយើងមិនចាំបាច់បន្តបំពេញទេយើងនឹងធ្វើ active វាក្រោយអញ្ចឹងតាមហ្នឹងគឺយើងចុចត្រង់ពាក្យថា do this later គឺទៅត្រង់ហ្នឹងចុចត្រង់ហ្នឹងទៅបើយើងនៅមាន wifi អញ្ចឹងយើងខំតែម្ដងទៅវាអាចស្គាល់អាច window អាចស្គាល់អីផ្សេងផ្សេងហើយយើងចូល password ទៅគឺជា password របស់ wifi ហើយចុច next អាចត្រឹមត្រូវទេអត់ត្រឹមត្រូវទេបបាក់ចុច mic key នឹងត្រូវហើយ mic អញ្ចឹងម៉ាស៊ីន window កំពុងតែធ្វើការ connect ហើយត្រង់ហ្នឹងគឺយើងចុចយក line get going fast ហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងយើងចុចយក use express setting hi we are getting sing up for you ลองจำឲ្យយើងប្លង់ in your PC ឲ្យដោតថ្មអាអាចំណុចពេលនឹងគឺយើងរងចាំយើងរងចាំ
This might take a while. Trong Martin chập đam đi start mà đoàn thì thấy dùng một phút ấy dễ dùng ngon chấm. Thì chân dùng ngon chấm chập ở một mình nó cứ phi bày đoàn ấy. Cho nhà chắc ở một mình nó phi đoàn bày đoàn ấy. Chân dùng ngon chấm. Chân tròn nó cứ dùng chân này tay mà đoàn chuyện nick chào mừng chào bộ mình thì đấy nhưng lòng chào thì đấy ok chẳng còn đấy cứ chẳng đấy cứ dùng cho giờ ở hàng cầu miền bắc hàng cầu cứ cho ở local active directory domain cứ cho giờ bắc hàng cầu bộ mình đi hàng cầu tao nói những cái này và tao mò tiếp cứ dương mình cho mua công việc cơ rồi bỏ dương chân còn lại nắng cứ nhôm đặt ha thì mà ok và tao nói những cái này dương trong đặt hạt server của bạn đấy mình ra nhưng mình đặt thế những cái này tên đó chào mừng mình đi đấy chẳng những rong chạm đấy chẳng một tin chập đam đi xa đấy chẳng hài dương biết chẳng những rong chạm đi đấy thì mình thấy được lòng setting up your app rong chấm. Ok, NP đại dương tầm lá nói chóc cứ nick cứ gì NP đại dương số đó đặt họp nên người ta ta tầm lá nhìn đầu số máy dương rủi ro thôi. Ở quay đây nói so cứ dương từ chạy mờ driver hay nâng tầm lá cầm thì đại dương từ tạo ra chỉ mình toàn có tiền.